Chào tất cả anh em cùng tất cả các bác trên toàn quốc nhé. Hôm nay bên em là Quyết, em Bắc Giang nhé. Thì ba số điện thoại trực tiếp mua hàng bên em. Thì hôm nay bên em đã có 246 cái đầu máy để giới thiệu tất cả các bác, tất cả anh em nhé. Con Way 110 rẻ này, con Suzuki Smart này, một con máy SYM, một con Sirius, một con máy UEA đời cao, giá cực kỳ rẻ nha các bác nhé. Và cục máy phim neo, máy zin đấy thì là giá cũng cực kỳ hợp lý thôi, để giới thiệu tất cả các bác, tất cả anh em nhé. Rồi đầu tiên thì bên em những cái hàng này thì anh em mua thì anh em liên hệ trực tiếp ba số điện thoại nhé, là 0364011683 và 0915198883 và 0983198883. Và tất cả bên những cái cục máy bên em đều là có mã số và giá tiền cả, thì các bác xem ưng được các bác mua, còn không các bác xem chơi nó vui nhá. Rồi đầu tiên bên em giới thiệu các bác một con Phil Neo này nhá. Phil Neo này đời 2008, máy cơ xăng cơ các bác nhá. Con này thì bao cho các bác là máy móc zin đẹp ngon 100%, là máy móc lỗ ngon nhá. Đây cái lốc số nó kia là còn rất là đẹp, anh em nhìn này. Đấy, rất là đẹp nhá, máy móc rất là chất luôn. Con này thì cốt máy dày như là còn zin nhá các bác nhá. Cái này là mã số 2C254, giá 6,1 triệu nhé. Con này em bán rẻ, em bớt cho các bác 100, còn 6 triệu này. Đấy, theo cho các bác là chế hòa khí này, chế hòa khí Kenhin nhá. Và thứ hai nữa là phun dàn điện. Đấy, riêng cái dàn điện này anh em mua đã phải gần tiền trăm rồi. Đấy, gần 5-700 nghìn một bộ này. Cả lọc gió nhá, dây điện IC con nạp, chế hòa khí. Con này thì bao cho các bác là côn zin điện, zin vách giữa chia trẻ, củ đầy chưa thay, đầu bò chưa tháo, máy móc zin đét các bác nhá. Máy cực kỳ ngon luôn. Đấy, con Phil Neo này thì bên em thì là hàng về rất là ít nhá. Về là con nào anh em mua luôn rồi. Cái dòng Phil mập thì các bác không chuộng lắm, nhưng mà cái dòng nó còn ngon hơn con này. Nhưng mà nhiều bác thích cái dòng này lồi đồng cuối đá hơn, nếu bác chơi con này. Đây, củ đề Mitsuba nhá. Tất cả là máy móc còn đang trong tình trạng lỗ ngon 100% nha các bác nhá. Máy móc êm, đủ dàn điện anh em nhá. Để em quay kỹ cho các bác xem nhá. Đấy, còn nếu anh em nào mà cẩn thận hơn một chút nữa mà chưa tin tưởng shop lắm thì anh em bảo cho clip lổ, bên em sẽ lổ cho các bác xem nhá. Đấy, con này là mã C254 Future Neo, giá 6 triệu đồng nha các bác nhá. Rồi, tiếp theo em giới thiệu các bác một con thứ hai. Con này thì bán thanh lý rẻ cho các bác này. Con này là con máy UE 110 đời 2023 các bác nhá. Đây, đời 2023 nhá. Con này mã C255. Con này 5,2 triệu nhá. 5,2 triệu em giảm kịch sàn các bác, còn 4,8 triệu bao ship nhá. Con này thì nó hơi lỗi một chút là bị xước cái tí sơn này. Xước tí sơn, anh em không quá chú trọng thì anh em chơi con này nhá. Tại vì lúc ấy em có phẩy qua một chút nên nó hơi bị xước sơn một chút. Đấy, máy móc zin cho các bác 100% nhá. Máy móc zin, chế zin, điện zin, tất cả zin hết các bác nhá. Đây, tất cả là zin đét, máy chưa qua sửa chữa nha, máy cực kỳ đẹp luôn. Đấy, cực kỳ đẹp nha các bác nhá. Đấy, lấy lại anh em lưu ý, có mua con này thì anh em con này là mã C255 giá 4,8 triệu. Đời 2023 các bác nhá, đời 2023. Lấy cái bút đi. Con này ghi 4,8 triệu. Con này em bớt 400. Thôi, con này bớt sâu nữa để cho anh em nhanh tay mua được nhá, 4,7 triệu đồng. 4,7 triệu nha các bác nhá. Đấy, con này em lãi được đúng 100 bạc, 4,7 triệu, C255 được đúng 100 bạc các bác nhé. Đấy, anh em lưu ý cân đối, anh em mua được con này thì máy móc thì zin nguyên bản 100%, mỗi tội nước sơn hơi xấu, anh em không quá chú trọng thì anh em có thể mua con này và anh em thay sang nhá. Rồi, tiếp theo em giới thiệu các bác một con thứ ba ngày hôm nay, nó là con Sirius nhé. Con này Sirius, con này thì con này máy móc zin đẹp nhá. Đây là côn zin, điện zin, vách giữa chia trẻ, củ đầy chưa thay, đầu bò chưa tháo. Con này là con Jupiter. Đấy, lắp con sang con Jupiter mới chứ các bác nhá. Con này quá đẹp luôn. Đấy, anh em nhìn này. Nó zin từng những con ốc một, anh em nhìn rất là đẹp nhá. Máy móc kỳ đẹp luôn. Con này là mã C256, con này giá 2,8 triệu nhá, bớt cho các bác hẳn 200 nghìn, là 2,6 triệu bao ship cho các bác nhá. Đây, máy móc cực kỳ ngon, cực kỳ đẹp đây. Đấy, đó là côn zin, điện zin, vách giữa chia trẻ, củ đài chưa thay, đầu bò chưa tháo, máy có clip đổ cho anh em. Anh em xem hàng, anh em kiểm tra hàng ok các anh em thanh toán nhá. Còn anh em cọc trước cho em 500, nhận hàng và kiểm tra hàng các bác thanh toán lốt. Có phao phun dàn điện đấy các bác nhá. Rồi, qua mã. Rồi, tiếp theo em giới thiệu các bác một con thứ tư ngày hôm nay. Đó là con SYM 100.
đây, SYM 100. Con này thì máy móc thì cũng khá là ngon các bác nhá. Con này thì nó thay dây cam này. Đấy, con này máy 100, con này EZ 100 nhá. Con này thì bao cho anh em là máy 100%, máy lúc móc nổ ngon êm không khói, giữ máy con này. Đấy. Đây, số đây. Đấy. Số rất là ngọt các bác nhá. Đấy, số rất là ngọt. Con này là mã C257 giá 2,6 triệu anh em, bớt 200 còn 2,4 triệu. Bao ship cho tất cả anh em. Là con này đây, hút máy còn rất là đẹp nhá. Hút máy rất là đẹp. Máy móc thì có clip lỗ cho anh em nhá. Có clip lỗ ngon êm không có khói các bác. Con này lỗ rất là ngon luôn. Đấy, các bác ưng được con này thì anh em có thể mua mã C257 giá 2,4 triệu đồng nhá. Rồi, tiếp theo em giới thiệu các bác một con thứ 5 ngày hôm nay. Thứ 5 ngày hôm nay thì con này là con Suzuki Smart. Đấy, con Suzuki Smart các bác nhá. Suzuki Smart, con này thì nước sơn nó hơi chóc một chút rồi. Con này thì nói chung là nó cũng chạm rồi. Đấy, chạm đầu, chạm ấy rồi, nhưng mà đầu bò anh em nhìn đẹp chưa? Quá đẹp luôn, máy gần như là tình trạng khôi phục như về như mới các bác nhá. Con này thì côn zin nhá, côn zin. Con này là mã C258, con này bớt sâu cho các bác nhá. Con này còn 1,9 triệu đồng. Bao ship cho anh em. Theo cần đạp này, cần số này, chế hoa khí và giá bao ship cho anh em. Con này rất là nặng nhá, tiền phí vận chuyển nó rất là cao. Nên anh em mua được thì anh em cân đối con này nhá. Còn Suzuki Smart, anh em lắp cho Suzuki Viva, Suzuki Smart, Suzuki Best được. Đấy, anh em lắp được hết nhá. Máy móc thì có clip lỗ cho anh em nhá. Máy móc lỗ ngon, êm, không khói cho các bác. Các bác xem clip xong các bác xuống tiền vẫn chưa muộn. Các bác bớt chút thời gian, 5-10 phút rồi, hay là 5 phút rồi, 2-3-5 phút để anh em gọi cho bên em, là bên em sẽ test cho các bác cục máy này. Con này là mã C258 nha các bác nhá, giá 1,9 triệu đồng. Rồi em giới thiệu cùng một con cuối cùng ngày hôm nay. Cuối cùng ngày hôm nay là con máy UE 110. Con này đầy đủ hết cho anh em dàn điện nha, IC con nạp. Con này máy móc lỗ cực kỳ ngon nhá. Con này thì máy móc lỗ rất là ngon đây. Đấy, đầu bò chưa chạm. Nói chung là con này đời 2017 các bác nhá. C259 giá 3,3 triệu, em bớt các bác 300 còn 3 triệu nhá, bao ship cho anh em. Con này bán gần như xả lỗ rồi. Đấy, máy chết anh em mua đã 2,5 triệu rồi, nhưng con máy em bao sống đầy đủ dây điện cho anh em. Giá chỉ có 3 triệu đồng thôi. Đấy, bao ship cho anh em. Đấy, có những cái con là em bán cực kỳ rẻ, có những cái con này em bán đúng với giá tiền, còn con nào em thanh lý được thì em bớt cho các bác để các bác con này anh em cứ đầu bò hai ốc là anh em thay được hết nhá. Đầu bò hai ốc là anh em thay được hết. Máy móc cực kỳ ngon nhá. Rồi em cũng quay video thế là kết thúc video đây. Anh em nhu cầu mua thì ba số điện thoại trực tiếp mua hàng bên em nhá. Chào tất cả các bác, tất cả anh em.